Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn gắn liền với những trang sử chói lọi của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc thế kỷ 20. Ông là một nhà lãnh đạo lỗi lạc, một tư duy sáng tạo, một trí tuệ lớn của cách mạng Việt Nam. Ông đã sống một cuộc đời trung thực và giản dị, trân trọng tình đồng chí đồng bào với tình thương yêu thiết tha. Đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn là tấm gương sáng của người chiến sĩ tiên phong, kiên cường, quả cảm, cống hiến trọn đời mình cho lý tưởng cộng sản, cho sự nghiệp vì độc lập tự do của đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân. Cầu Hiền Lương, sông Bến Hải trên dải đất Quảng Trị miền Trung khắc nghiệt, quê hương của đồng chí Lê Duẩn. Từ năm 1955 đến năm 1975, 20 năm trở thành ranh giới chia cắt giữa hai miền Nam Bắc. Việt Nam, đất nước biếc xanh và dài như một chiếc đàn bầu mà sợi dây đàn bỗng đứt ngang, nơi cái lẫy đàn sông Bến Hải. Bờ sông đó vẫn còn lệ chảy và tiếng ca bỗng dứt nửa chừng. Sự hy sinh anh dũng quên mình của quân và dân ta trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ là thiên anh hùng ca vĩ đại của chiến tranh cách mạng Việt Nam, là cuộc đụng đầu lịch sử lớn nhất từ sau chiến tranh thế giới thứ hai giữa đế quốc Mỹ giàu có hùng mạnh và nhân dân Việt Nam bất khuất anh hùng. Đồng chí Lê Duẩn là một trong những nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, đã cùng Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, lãnh đạo toàn dân đánh thắng chiến tranh xâm lược, giành tự do độc lập, thống nhất đất nước. Anh Ba là một cái người cộng sản kiên cường, trọn đời là vì lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, và một cái người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một cái nhà lãnh đạo lớn của cách mạng Việt Nam, cách mạng Việt Nam ta và của Đảng ta. Quê nội đồng chí Lê Duẩn ở làng Bích La, xã Triệu Đông, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Trong làng còn đền thờ 9 dòng họ Lê, trong đó có dòng họ Lê Văn, dòng họ của Tổng Bí thư Lê Duẩn. Quê hương Quảng Trị, Triệu Phong gắn bó với dải đất hẹp Bình Trị Thiên, với thiên nhiên khắc nghiệt nhưng cũng rất thơ mộng, đã sản sinh ra những con người giàu khả năng thích nghi, can trường, dũng cảm, đã nuôi dưỡng nên nhiều nhân tài, nhiều anh hùng, tướng lĩnh, nhiều chiến sĩ yêu nước nổi tiếng, trong đó có những người thuộc 9 dòng họ Lê của quê hương Triệu Phong, Quảng Trị. Đồng chí Lê Duẩn sinh ngày 7 tháng 4 năm 1907 trong một gia đình thợ thủ công nghèo nhưng giàu nghĩa khí tại quê ngoại làng Hậu Kiên, xã Triệu Thành. Lớn lên chứng kiến cảnh nước mất nhà tan, cậu Lê Văn Nhuận, tên thường gọi thuở nhỏ của đồng chí Lê Duẩn, nung nấu ý chí quyết tâm đi làm cách mạng để cứu nước cứu dân. Quê hương giàu truyền thống và những con người nơi đây đã nuôi dưỡng, chở che, đùm bọc và tiếp sức cho đồng chí trong những năm tháng bắt đầu cuộc đời hoạt động cách mạng đầy gian khổ, hiểm nguy. Những năm 20 đầu thế kỷ, đồng chí Lê Duẩn vào học trường Quốc học Huế. Thời gian này, phong trào yêu nước và cách mạng đang lên cao trong hàng ngũ thanh niên học sinh. Những hình ảnh và tài liệu của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc từ nước ngoài gửi về đã có tác động rất lớn đến sự giác ngộ cách mạng của Lê Duẩn và học sinh trong trường Quốc học Huế. Đồng chí Lê Duẩn đã tích cực tham gia nhiều cuộc bãi khóa của học sinh và nhiều cuộc đấu tranh của các tầng lớp nhân dân Huế. Nhà trường buộc ông phải thôi học. Năm 1928, ông tham gia Thanh niên Cách mạng Đồng Chí Hội và năm 1930 trở thành một trong những đảng viên lớp đầu của Đảng Cộng sản Đông Dương.
Năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự chuẩn bị tất yếu cho những thắng lợi oanh liệt và những bước nhảy vọt lớn trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Đảng đã bắt tay lãnh đạo một phong trào cách mạng rộng lớn trong cả nước, ra lời kêu gọi công nhân, nông dân, binh lính, thanh niên, học sinh và toàn thể đồng bào bị áp bức bóc lột, vạch rõ chế độ tàn bạo của phong kiến đế quốc. Các phong trào cách mạng sôi sục cuối thập kỷ 30, đầu những năm 30 mà đỉnh cao là phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh. Chính quyền Xô Viết đã tồn tại và phát huy quyền làm chủ nông thôn của quần chúng, thực hiện quyền tự do dân chủ cho nhân dân, bãi bỏ các thứ thuế và luật lệ vô lý, để lại cho nhân dân Nghệ Tĩnh và nhân dân cả nước những bài học và ấn tượng sâu sắc. Trong cao trào đấu tranh năm 1930-1931, đồng chí Lê Duẩn là ủy viên ban tuyên huấn của xứ ủy Bắc Kỳ, bị thực dân Pháp bắt ở Hải Phòng, bị kết án 20 năm tù và đẩy ra Côn Đảo. Nhà tù lớn nhất, tàn bạo nhất, được mệnh danh là địa ngục trần gian. Bọn đế quốc đã chủ trương thủ tiêu cách mạng bằng cách giết dần những người cộng sản trong khổ sai, nhục hình, đói khát, bệnh tật. Năm 1931, nhà tù có 2.146 tù nhân, đã có 209 người chết. Đó là năm đồng chí Lê Duẩn bị đi đày trong hoàn cảnh vô cùng khắc nghiệt, mong manh giữa cái sống và cái chết. Dưới thời tên chúa ngục khát máu Bouvier từ năm 1927 đến năm 1934, nhà ngục Côn Đảo thật ghê rợn, là nơi có tỷ lệ tù nhân bị chết vì tra tấn, bệnh tật, sát hại cao nhất trong các nhà tù ở Đông Dương. Với ý chí kiên cường, những chiến sĩ cộng sản đã biến Côn Đảo thành trường học cách mạng với đầy đủ các loại sách kinh điển và tài liệu. Đồng chí Lê Duẩn cùng các đồng chí Nguyễn Văn Cừ, Phạm Văn Đồng hướng dẫn anh em học tập lý luận, góp phần nâng cao trình độ và tinh thần giác ngộ cách mạng, biến Côn Đảo thành chiến trường đấu tranh quyết liệt với kẻ thù. Tổ chức Đảng ở Côn Đảo đã lãnh đạo anh em đấu tranh kiên cường, bền bỉ để bảo vệ đội ngũ, giữ gìn khí tiết của người cộng sản, để lại nhiều tấm gương sâu sắc và xúc động về tình đồng chí trong những giờ phút gian lao, thử thách vì nghĩa lớn. Trong những cái lúc mà kể chuyện cho con cháu trong gia đình nghe về những ngày tháng ở tù ấy, thì ba tôi con kể chuyện về chú Nguyễn Chí Hiếu. Và ba tôi có kể lại rằng chú ấy là trước khi chết thì chỉ muốn làm cái điều gì đó cho Đảng. Thế nhưng mà vì là tù tội cho nên là chỉ có không biết làm một cái gì cả và có khóc với ba tôi và nói rằng là đây là một cái điều cuối cùng tôi có thể làm được cho Đảng, là cởi cái áo này ra cho anh mặc. Thế thì ba chúng tôi không nhận, thì chú Hiếu khóc. Và từ cái thời điểm đó là ba tôi hiểu trong đầu một điều, tâm niệm trong đầu một điều rằng là gì? Là hy sinh cho Đảng, đó là hạnh phúc, không phải là công. Không được kể công với Đảng là chúng ta hy sinh cho Đảng. Nhớ về các chiến sĩ cách mạng của Đảng đã hy sinh ở nhà tù Côn Đảo, đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn đã từng viết những lời trân trọng. Những chiến sĩ cách mạng lớp trước hy sinh trong các nhà tù đế quốc nêu tấm gương bất diệt về khí tiết cách mạng cho những thế hệ hôm nay và ngày mai. Năm 1936, do cuộc đấu tranh của nhân dân ta và thắng lợi của mặt trận bình dân ở Pháp, nhiều chiến sĩ cách mạng, trong đó có đồng chí Lê Duẩn được trả lại tự do, trở về Huế cùng các đồng chí trong nhóm hoạt động bí mật và bán công khai, lấy hiệu sách Thuận Hóa làm trụ sở liên lạc.
Hiệu sách Thuận Hóa ngày ấy trở thành nơi hội tụ của thanh niên học sinh Huế. Đồng chí Lê Duẩn được cử giữ chức bí thư xứ ủy phụ trách Trung Kỳ. Từ đó đến năm 1939, những hoạt động tích cực của đồng chí đã góp phần quan trọng đưa tới cao trào đấu tranh sôi nổi trong cả nước. Vận dụng sáng tạo chủ trương của Quốc tế Cộng sản và Trung ương Đảng và thực tiễn, đồng chí Lê Duẩn đã nhanh chóng truyền đạt phương hướng đấu tranh mới, tổ chức nhiều cuộc đấu tranh của quần chúng và lực lượng báo chí đòi quyền dân chủ, quyền dân sinh, rút ra những bài học kinh nghiệm cho sự nghiệp cách mạng. Năm 1939, đồng chí Lê Duẩn được cử vào Ban Thường vụ Trung ương Đảng và được phân công vào Nam hoạt động. Căn cứ địa của Ban Chấp hành Trung ương Đảng ta thuở ấy được thiết lập tại vùng Vendô Hóc Môn, Bà Điểm, 18 thôn Vườn Chầu, một địa phương từng nổi danh là Vành Đai Đỏ. Bằng sự nhạy cảm chính trị, đồng chí cùng với các đồng chí Phan Đăng Lưu, Võ Văn Tần, v.v. đóng góp nhiều ý kiến trong cuộc hội nghị Trung ương lần thứ 6 mở rộng do đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cử chủ trì. Nghị quyết của hội nghị được phổ biến tới đảng viên và quần chúng đã đem lại sức sống mới cho phong trào cách mạng với những tấm gương tiêu biểu về dũng khí đấu tranh của đảng viên và quần chúng trong cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ. Tháng Giêng năm 1940, đồng chí Lê Duẩn lại bị bọn thực dân Pháp bắt đẩy ra quân đảo lần thứ hai. Chiến tranh thế giới lần thứ hai đã làm thay đổi cục diện chính trị trên toàn thế giới. Tháng 12 năm 1941, phát xít Nhật vào Đông Dương. Tháng 3 năm 1945, Nhật đảo chính Pháp ở Đông Dương. Tháng 8 năm 1945, phát xít Nhật đầu hàng đồng minh. Chiến tranh thế giới lần thứ hai kết thúc. Cách mạng Việt Nam tiến nhanh đến những ngày quyết định. Đảng và Hồ Chủ tịch kêu gọi toàn dân đứng lên khởi nghĩa giành chính quyền. Cách mạng tháng 8 thành công rực rỡ ở Hà Nội và các nơi trong toàn quốc. Ở Sài Gòn, các đoàn công nhân, nông dân, thanh niên trang bị giáo mác, gậy tầm vông nườm nượp từ các tỉnh đổ về. Ngày 25 tháng 8 năm 1945, cuộc tổng khởi nghĩa đã nhanh chóng kết thúc thắng lợi, giành chính quyền về tay nhân dân. Cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công đã giải thoát đồng chí Lê Duẩn trở về với mảnh đất Nam Bộ thân thương sau hơn 5 năm bị đầy ải giam cầm tại nhà tù Côn Đảo lần thứ hai. Đồng chí Lê Duẩn đã được hội nghị Ban Chấp hành xứ ủy Nam Bộ nhất trí bầu làm bí thư xứ ủy. Kể từ thời gian ấy cho đến khi ký kết Hiệp định Geneva tháng 7 năm 1954, đồng chí Lê Duẩn là người lãnh đạo cao nhất của kháng chiến chống Pháp oanh liệt của nhân dân trên mảnh đất thành đồng tổ quốc. Gần 5 năm làm bí thư xứ ủy Nam Kỳ, hơn 4 năm giữ chức bí thư Trung ương Cục miền Nam. Đồng chí Lê Duẩn được Bác Hồ và Trung ương Đảng cử vào Nam lãnh đạo kháng chiến từ năm 1946. Dưới sự lãnh đạo của xứ ủy Nam Bộ và Trung ương Cục miền Nam do đồng chí Lê Duẩn đứng đầu, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Nam Bộ, trong đó có thành phố Sài Gòn, đã tiến hành cuộc kháng chiến ròng rã 3.223 ngày đêm, đầy gian khổ hy sinh nhưng vô cùng anh dũng, luôn vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh và chiến lược cách mạng. Mặc dù ở xa Trung ương, nhưng dưới sự lãnh đạo của đồng chí Lê Duẩn, cuộc kháng chiến ở Nam Bộ đã giành được những thắng lợi to lớn, tạo nên khí thế cách mạng tiến công, mở đầu cho cuộc kháng chiến chống Pháp. Càng đấu tranh gian khổ, cán bộ chiến sĩ và đồng bào Nam Bộ lại càng hăng hái kiên quyết, càng được thử thách lại càng tỏ rõ đức tính kiên cường bất khuất của mình. Được Bác Hồ và Trung ương Đảng biểu dương khen ngợi, Nam Bộ thật xứng đáng là bức thành đồng của Tổ quốc. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai của Đảng năm 1951 họp tại Việt Bắc đã nghe báo cáo chính trị của Hồ Chủ tịch. Tham luận của đồng chí Lê Duẩn về cuộc kháng chiến ở Nam Bộ khẳng định thành đồng là sức mạnh từ đất dấy lên, là toàn dân đoàn kết vững chắc, trụ ở sự lãnh đạo của Đảng, kiên quyết kháng chiến đến cùng. Đồng chí Lê Duẩn được đại hội nhất trí bầu vào Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị.
Đông Xuân năm 1953, Bác Hồ và Trung ương Đảng quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ nhằm tiêu diệt lực lượng chủ chốt của địch. Để phối hợp với Điện Biên, trên chiến trường Nam Bộ, dưới sự lãnh đạo của Sứ ủy và đồng chí Lê Duẩn, quân và dân Nam Bộ đã mở nhiều trận đánh lớn, tiêu diệt sinh lực địch, giải phóng nhiều đất đai, kiểm soát nhiều trục lộ giao thông quan trọng. Cùng với chiến thắng ở Tây Nguyên, Trung Trung Bộ, Bắc và Hạ Lào, quân dân miền Nam đã kìm chân quân Pháp tại chỗ, không cho chúng chi viện cho chiến trường Điện Biên Phủ. Chiến thắng Điện Biên Phủ và thắng lợi của nhân dân ta ở hội nghị Geneva đã kết thúc vẻ vang của kháng chiến thần thánh chống thực dân Pháp xâm lược. Đất nước tạm chia làm hai miền. Trung ương Đảng và Hồ Chủ tịch trao nhiệm vụ cho đồng chí Lê Duẩn ở lại miền Nam lãnh đạo phong trào cách mạng. Trong những năm tháng vô cùng khó khăn này, đồng chí đã sống trong lòng nhân dân, từ vùng nông thôn hẻo lánh đến các vùng đô thị để củng cố các cơ sở cách mạng, chuẩn bị cuộc kháng chiến chống Mỹ. Tháng 9 năm 1954, trong cuộc hội nghị tại Chắc Băng, tỉnh Bạc Liêu, Sứ ủy Nam Bộ đã bầu đồng chí Lê Duẩn làm bí thư sứ ủy, trực tiếp hoạch định đường lối và phương pháp tiến hành cách mạng Việt Nam. Bác Hồ thường nói, miền Nam trong trái tim tôi. Người luôn gửi chọn niềm tin yêu của mình vào đồng bào miền Nam, và đồng chí Lê Duẩn, đại diện cao nhất của Bộ Chính trị Trung ương Đảng ở lại miền Nam, người lãnh đạo cao nhất của phong trào cách mạng miền Nam lúc đó. Đồng chí Lê Duẩn đã được Bác Hồ khi giao nhiệm vụ cho đồng chí trở lại miền Nam thì có dặn là con đường của miền Nam phải là con đường cách mạng, chứ không phải bằng con đường cải lương được, phải là con đường cách mạng. Từ đó thì phát triển lên thành một cái luận điểm để mà nổi dậy, để đưa cách mạng miền Nam mở đầu cái cuộc chiến đấu chống Mỹ cứu nước. Anh Ba thường nói chuyện mà tôi chú ý là cái người đầu tiên, theo tôi hiểu đó, người đầu tiên mà nói tư tưởng Hồ Chí Minh là anh Dũng, chứ không phải là ai khác đâu, chính anh Dũng. Ảnh chính là người đề cao và nói rõ là tư tưởng Cụ Hồ, chứ tư tưởng Hồ Chí Minh là sau này ta nói, chứ còn hồi đó anh nói tư tưởng Cụ Hồ. Anh nói cái đó, anh trân trọng lắm. Anh bảo là bây giờ một cái nước mà có một cái người như thế, là như mộng thánh, thì chúng ta phải theo chứ. Ở miền Nam Việt Nam, đế quốc Mỹ nhanh chóng hất cảng Pháp, biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới, thành một bộ phận trong vành đai 950 căn cứ quân sự Mỹ ở nước ngoài. Chúng xây dựng chính quyền bù nhìn tay sai, tăng cường quân ngụy, lập nhiều phái đoàn quân sự ở Sài Gòn để trực tiếp nắm việc tổ chức, huấn luyện và chỉ huy quân ngụy. Chúng thi hành cái gọi là quốc sách tố cộng, diệt cộng, lập hàng trăm nhà tù, trại giam để đầy ải những người yêu nước, dồn dân vào các khu trù mật, khu dinh điền, thực chất là những trại tập trung trá hình, hòng khống chế phong trào cách mạng của quần chúng. Với đạo luật khát máu 1059, chúng lê máy chém đi khắp miền Nam, điên cuồng tàn sát nhân dân và cho quân đội mở những cuộc càn quét lớn ở nhiều nơi, lập ra hàng trăm nhà tù và trại giam, thường xuyên giam cầm trên 20 vạn người yêu nước. Đó là những địa ngục trần gian với những hình thức đầy ải và tra tấn cùm kẹp man dợ nhất. Một nhà báo quốc tế đã viết, chính sách của Mỹ là biến miền Nam Việt Nam thành một biển lửa, biến cả dân tộc Việt Nam thành một mục tiêu, giết hại tất cả mọi người gặp trên đường, làm cho các gia đình tan tác và hủy hoại toàn bộ một xã hội. Nay cũng là hơn 40 năm rồi. Bây giờ nói lại thì thật ra cũng có thể cũng cái nhớ cái quên, nhưng mà có những cái đậm nét là không thể quên được. Cán bộ đảng viên mà nói thiệt không có hình dung mình sống được đâu. Sống giờ, sống phút, ngủ một đêm trong riết tới sáng á, coi có ai bị chặt đầu, mổ bụng hay là bị bắn giết gì hay không. Nếu không có ai thì mừng cho ngày đó, đêm đó thôi. Khoảng cuối tháng 3 năm 1955, trong chuyến tàu tập kết cuối cùng ở cửa sông Ông Đốc, Cà Mau, trước khi chia tay để bí mật rời tàu, đồng chí Lê Duẩn nói với đồng chí Lê Đức Thọ,
cho tôi gửi lời chúc sức khỏe đến Bác Hồ và các anh ở ngoài đó. Có thể 20 năm nữa mới gặp nhau. Tôi là em của ông Ba Pháo. Ở đây cái hồi năm... Trong những ngày thử thách khốc liệt ấy, đồng bào đồng chí vẫn không quên tinh thần gắn bó thiết tha của đồng chí Lê Duẩn với phong trào cách mạng Việt Nam. Đồng chí Lê Duẩn đã đi khắp nơi để chắp nối lại các cơ sở cách mạng. Ở đâu đồng chí cũng được sự chăm sóc bảo vệ của cán bộ và đồng bào. Gia đình ông Ba Pháo, một cơ sở cách mạng trung kiên, còn nhớ mãi những kỷ niệm thân thiết của đồng chí Lê Duẩn đối với gia đình. Tháng 5 năm 1955, đồng chí Lê Duẩn ra hoạt động ở Hòn Khoai cùng các đồng chí trong xứ ủy họp bàn củng cố và xây dựng phong trào cách mạng. Bộ máy nhỏ văn phòng của đồng chí Lê Duẩn vẫn làm việc, đường dây liên lạc với các nơi vẫn giữ vững. Điện đài tiếp xúc với Trung ương đều đặn qua máy thu thanh, bám sát hơi thở và từng bước đi của miền Bắc, hậu phương lớn của cách mạng miền Nam. Vào mùa khô năm 1955, đồng chí Lê Duẩn bí mật gặp đồng chí Nguyễn Thị Định và đồng chí Võ Văn Phẩm, cùng các đồng chí trong cấp ủy bàn về công tác chuẩn bị võ trang Đồng Khởi. Đồng chí đã góp ý kiến về phương pháp công tác, quan tâm nhất vấn đề bảo vệ cơ sở đảng. Những ngày đồng chí Lê Duẩn về ở Bến Tre là một thời gian có ý nghĩa hết sức quan trọng. Đồng chí Lê Duẩn đã ở lại nhà ông Mười Trác, xã Hiệp Hưng, huyện Rồng Trôm ngày nay, một thời gian khá lâu để làm việc với tỉnh ủy, họp hội nghị liên tỉnh phía Nam với dự thảo đề cương cách mạng miền Nam. Mặc dù bị địch càn quét, ruồng bố liên tục, nhưng đồng bào và các đồng chí trong đảng bộ tỉnh Bến Tre đã hết lòng bảo vệ đồng chí Lê Duẩn. Tấm lòng của nhân dân với đảng, với lãnh tụ bền vững qua mọi thử thách được đổi bằng chính xương máu của mình. Việc bảo vệ đồng chí Lê Duẩn, bảo đảm cho đồng chí làm việc đi lại an toàn là cố gắng lớn của đảng bộ và nhân dân Bến Tre. Năm 1975, đồng chí về thăm gia đình ông Mười Trác và các gia đình cơ sở cách mạng cũ với tấm lòng biết ơn sâu sắc và tình cảm thắm thiết không quên. Thì tôi thấy cái công lao, cái thành tích của Lê Dũng mà các đồng chí ấy là duy trì được cái lực lượng cách mạng, duy trì được cái tổ chức, cái tinh thần cách mạng của đảng bộ ở trong miền Nam, duy trì được cái mối liên hệ máu thịt giữa đảng và quần chúng trong lúc đảng không có nắm chính quyền ở đây, trong lúc đảng bị khủng bố rất là dữ dội. Dữ dội xưa nay thì đừng có, thì phải có cái tổ chức đó, phải duy trì được, trước hết phải duy trì được cái tổ chức đó, cái lực lượng quần chúng đó, cái mối liên hệ giữa đảng với dân đó, thì mới có thể có tư tưởng cách mạng miền Nam được. Tháng 7 năm 1956, đồng chí Lê Duẩn từ Bến Tre về Sài Gòn. Nơi ở lâu nhất là nhà số 29, Huỳnh Khương Ninh, quận 1. Đây là một bộ phận văn phòng xứ ủy Nam Bộ. Tại đây đồng chí viết và hoàn thành dự thảo đề cương cách mạng miền Nam. Trong những năm đêm tối của cách mạng miền Nam sau năm 1954, bản đề cương đã tạo niềm phấn khởi, tin tưởng mãnh liệt, vượt qua thời kỳ đen tối, mở đường sốc tới. Năm 1957, Bác Hồ và Trung ương đón đồng chí Lê Duẩn ra Hà Nội. Trên tinh thần của bản đề cương cách mạng miền Nam, đồng chí Lê Duẩn đã có đóng góp lớn để Hội nghị Trung ương 15 khóa 2 ra nghị quyết về cách mạng miền Nam. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 3 của Đảng họp tháng 9 năm 1960 vạch ra con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội và đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà. Hai nhiệm vụ đó có quan hệ mật thiết với nhau, ảnh hưởng lẫn nhau, thúc đẩy và cùng phát triển. Thay mặt Ban chấp hành Trung ương, đồng chí Lê Duẩn đã đọc báo cáo chính trị, nêu rõ hai chiến lược cách mạng, kết hợp cách mạng hai miền nhằm mục tiêu chung hoàn thành giải phóng dân tộc, thống nhất nước nhà. Đồng chí được bầu vào Bộ Chính trị, giữ chức Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng.
Ở miền Nam, nhân dân sôi sục căm thù đã đấu tranh quyết liệt chống lại bạo lực phản cách mạng của quân thù. Ở nhiều nơi, nhân dân đã nổi dậy đánh trả các cuộc càn quét của địch, phá khu chủ mật, lập chính quyền nhân dân tự quản, xây dựng làng chiến đấu. Ở Bến Tre, ngọn lửa đồng khởi đã bùng lên và lan nhanh ra khắp Nam Bộ, Tây Nguyên và một số tỉnh miền Trung Trung Bộ. Đến cuối năm 1960, 2/3 chính quyền của địch ở cơ sở đã bị tan rã. Đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển của cách mạng miền Nam trong tình thế chín muồi, khi ngọn lửa cách mạng bốc cao dẫn tới sự ra đời của mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam. Ngày 20 tháng 12 năm 1960, với cương lĩnh nhằm mục tiêu độc lập, dân chủ, hòa bình, trung lập, là ngọn cờ tập hợp các lực lượng cách mạng ở miền Nam. Ngày 15 tháng 2 năm 1961, các tổ chức vũ trang thành lập trong phong trào đồng khởi được thống nhất lại thành quân giải phóng miền Nam Việt Nam, thu hút đông đảo lực lượng thanh niên và lực lượng vũ trang cách mạng. Quân và dân miền Nam anh dũng đã đánh trả các cuộc càn quét của địch, diệt nhiều đồn bốt của chúng, lập nên các chiến thắng vang dội, điển hình là các trận ấp Bắc, Bình Giã, Ba Gia, đánh dấu sự phá sản hoàn toàn của chiến lược chiến tranh đặc biệt của đế quốc Mỹ. Phong trào đấu tranh ở khắp các đô thị miền Nam dâng cao, tư tưởng chiến lược của đồng chí Lê Duẩn là kết hợp đấu tranh chính trị và hoạt động vũ trang ở đô thị, làm rối loạn cơ quan đầu não, gây chia rẽ nội bộ địch, tạo sự quan tâm và dư luận đồng tình ủng hộ của nhân dân trong nước và thế giới. Ngày 11 tháng 8 năm 1963, Hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu ở Sài Gòn đã gây tác động mạnh trong nhân dân. Gần 70 vạn quần chúng nổi dậy đấu tranh theo gương Thích Quảng Đức, làm rung chuyển chế độ Mỹ Diệm, dẫn đến cuộc đảo chính, giết chết ba anh em họ Ngô, kết thúc nền đệ nhất Cộng Hòa. Sau những năm nỗ lực khắc phục những hậu quả chiến tranh, chúng ta bắt tay vào xây dựng miền Bắc xã hội chủ nghĩa. Đồng chí Lê Duẩn rất chăm lo đến phong trào sản xuất. Ông đã xuống các địa phương động viên cán bộ nhân dân hăng hái thi đua sản xuất, sẵn sàng chiến đấu, đồng thời chi viện tích cực cho miền Nam. Trong nông nghiệp, nông thôn đã tập thể hóa, nông dân giúp nhau sản xuất, xây dựng các công trình thủy lợi, công nghiệp đã sản xuất được các công cụ cải tiến, máy bơm nước và máy kéo nhỏ. Đồng chí Lê Duẩn đã phát động phong trào thi đua, đạt năng suất lúa 5 tấn một hecta, vì miền Nam ruột thịt sôi động trong cả nước, tạo nên nhiều điển hình tiên tiến xuất sắc trong nông nghiệp. Đồng chí Lê Duẩn rất quan tâm đến việc xây dựng những ngành công nghiệp cơ bản, làm cơ sở cho việc phát triển toàn bộ nền kinh tế, tạo được nền kinh tế độc lập để dần thoát khỏi sự lệ thuộc nước ngoài. Trong những lần đến thăm các cơ sở sản xuất công nghiệp, đồng chí Lê Duẩn luôn động viên khí thế thi đua sôi nổi của cán bộ công nhân. Nhờ xây dựng được các cơ sở sản xuất rất cơ bản, nền kinh tế ở miền Bắc phát triển tương đối nhanh, sản xuất hàng tiêu dùng đã giải quyết được gần hết các nhu cầu thiết yếu của nhân dân. Nền kinh tế cân đối, có công nghiệp, nông nghiệp và công nghiệp nặng đã tự giải quyết được nhiều vấn đề, thành thị và nông thôn đều khởi sắc. Nhận định tình hình chiến tranh sẽ tiếp tục mở rộng, đồng chí thường căn dặn với lực lượng công nhân quốc phòng cần phải tổ chức tốt hơn, chặt chẽ hơn, vừa sản xuất vừa chiến đấu, phải hiểu rõ sức mạnh phá hoại của địch để chiến thắng trên mọi mặt trận, phải phát huy tinh thần và sức mạnh của nhân dân, của đảng viên và cán bộ, tạo ra nhiều điển hình như cờ Ba Nhất, gió Đại Phong, sóng Duyên Hải trong sản xuất quốc phòng, công nghiệp và nông nghiệp. Bác Hồ và Trung ương Đảng ta hết sức chú trọng đến phong trào thi đua và các gương điển hình của con người mới trong mọi lĩnh vực. Tại Đại hội Anh hùng Chiến sĩ thi đua toàn quốc, đồng chí Lê Duẩn đã phát biểu: "Ta vừa đánh giặc, vừa xây dựng xã hội mới, con người mới. Nhờ có những con người mới, những anh hùng của thời đại mới, nhất định cuộc chiến đấu của chúng ta sẽ thắng lợi." Bị thua đau, Johnson liều lĩnh leo thang chiến tranh, chuyển cuộc chiến tranh đặc biệt ở miền Nam thành chiến tranh cục bộ. Từ tháng 2 năm 1965, chúng đưa quân Mỹ và quân chư hầu ồ ạt vào miền Nam, tăng nhanh số quân ngụy, hòng tạo nên một bước nhảy vọt về so sánh lực lượng có lợi cho chúng. Việt Nam, Việt Nam! Việt Nam, Việt Nam!
với nửa triệu quân Mỹ và gần 1 triệu ngụy quân, ngụy quyền cùng các loại vũ khí hiện đại giết người hàng loạt. Chúng tổ chức nhiều chiến dịch càn quét hành quân với quy mô lớn, kết hợp với hải lục không quân như Attenborough, Cedarfall, Johnson City, và không từ một thủ đoạn dã man tàn bạo nào, kể cả đối với phụ nữ, người già, trẻ nhỏ, đốt nhà, thiêu cháy ruộng đồng, biến nhiều vùng làng mạc dân cư chủ phú thành những vùng đất trắng, chìm trong đau thương tàn tóc. Dưới sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Hồ Chủ tịch và đồng chí Lê Duẩn, Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng, các hội nghị Trung ương lần thứ 11 tháng 3 năm 1965, nhất là lần thứ 12 tháng 12 năm 1965, đã phân tích toàn diện, sâu sắc chiến lược mới của Mỹ trong chiến tranh xâm lược Việt Nam và đề ra chủ trương đối phó đúng đắn, tạo nên sự nhất trí rất cao trong toàn đảng, toàn quân, toàn dân, cả nước một lòng, quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Đảng ta chủ trương kịp thời động viên và tổ chức cả nước kháng chiến chống Mỹ, từ nửa nước có chiến tranh thành cả nước có chiến tranh với mức độ và tình hình khác nhau. Miền Nam là tiền tuyến lớn, miền Bắc là hậu phương lớn, quyết định chuyển miền Bắc sang thời chiến. Chưa bao giờ tinh thần chiến đấu của toàn quân toàn dân ta dâng cao mạnh mẽ như trong thời điểm lịch sử này. Cả nước lên đường ra mặt trận với khí thế hào hùng, xẻ dọc Trường Sơn đi đánh Mỹ. Cả dân tộc ta phải bước vào một cuộc chiến đấu gay go, quyết liệt hơn, nhưng vững mạnh hơn hẳn trước. Thế trận tiến công của chiến tranh nhân dân ở miền Nam phát triển cao, đã có sự chuẩn bị về tư tưởng và tổ chức để đón đánh quân viễn chinh Mỹ. Chủ trương của Nhà Trắng và Tổng thống Mỹ Johnson đã tăng cường quân chiến đấu, cả lục quân, không quân và hải quân với tốc độ rất nhanh, đẩy cường độ chiến tranh và tính chất ác liệt lên rất cao, nhưng không thoát khỏi tình trạng thất bại và bế tắc trên khắp các chiến trường. Johnson đã tuyên bố mở rộng chiến tranh ra cả hai miền Nam Bắc và ký lệnh ném bom miền Bắc. Đi đôi với đẩy mạnh chiến tranh xâm lược miền Nam, ngày 5 tháng 8 năm 1964, Đế quốc Mỹ bày đặt ra sự kiện Vịnh Bắc Bộ để lấy cớ đánh phá miền Bắc. Từ ngày 7 tháng 2 năm 1965, chúng bắt đầu cuộc chiến tranh phá hoại với quy mô và địa bàn ngày càng mở rộng. Trong giai đoạn này, với cố gắng quân sự lớn, giới cầm quyền Mỹ đã huy động lực lượng và tiền của đến mức cao nhất vào cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, hòng giành lại ưu thế quân sự đã mất. Lời kêu gọi chống Mỹ cứu nước của Bác Hồ đã làm xúc động trái tim cả dân tộc. Mỗi chiến sĩ ngoài trận địa đều mang theo vào cuộc chiến đấu hình ảnh của người với quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Trong những ngày sôi động ấy, Bác Hồ và Bí thư thứ nhất Lê Duẩn đã đến thăm các trận địa trọng điểm, động viên các chiến sĩ. Đồng chí từng nói, ta đang đánh một kẻ thù hung ác nhất, một kẻ thù giàu mạnh nhất trong thế giới tư bản. Trước sau, tất cả chiến lược quân sự của chúng đều thua lòng dũng cảm và trí thông minh của ta. Kẻ địch đang dùng một bộ máy rất mạnh mẽ để tấn công chúng ta, nhưng chúng chẳng làm gì được. Chúng ta sẽ đánh to, thắng to và chắc chắn sẽ giành những thắng lợi rất cơ bản. Chưa bao giờ chúng ta chắc thắng như bây giờ. Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhất định sẽ thắng. Nhân dân cả nước kiên quyết đánh trả bước leo thang chiến tranh mới của đế quốc Mỹ, làm thất bại chiến lược chiến tranh cục bộ của chúng. Quân và dân miền Bắc đánh thắng oanh liệt, ngay từ trận đầu thử lửa đã bắn rơi máy bay phản lực hiện đại của giặc Mỹ, tiếp đó lần lượt đập tan những bước leo thang của chúng. Trong hơn 4 năm, tháng 8 năm 1964 đến tháng 10 năm 1968, bắn rơi 3.243 máy bay Mỹ các loại, tiêu diệt và bắt sống hàng nghìn giặc Mỹ lái máy bay, 143 lần bắn chìm, bắn cháy tàu chiến và tàu biệt kích Mỹ ngụy. Âm mưu đánh phá miền Bắc nhằm làm suy giảm sự chi viện cho chiến trường miền Nam của đế quốc Mỹ đã thất bại. Quán triệt tư tưởng chiến lược tiến công, ngay khi quân Mỹ mới đặt chân vào miền Nam, quân và dân ta đã giáng cho chúng những đòn phủ đầu choáng váng ở núi Thành, đánh thắng nhiều trận lớn ở Pleime, Gia Lai, Bầu Bàng, Dầu Tiếng, A Sầu, Thừa Thiên.
Đầu năm 1968, quân và dân ta ở miền Nam đã mở cuộc tập kích chiến lược vĩ đại Xuân Mậu Thân, tiến công và nổi dậy đồng loạt ở 64 thành phố, thị xã, thị trấn, trong đó có Sài Gòn, Huế, Đà Nẵng và nhiều vùng nông thôn miền Nam, đưa chiến tranh vào tận hậu phương địch, đánh trúng các cơ quan đầu não và xào huyệt của địch. Hàng ngàn binh sĩ Mỹ tử thương ở chiến trường miền Nam Việt Nam là bài học thê thảm của chiến tranh xâm lược, đồng thời cũng dấy lên trong lòng nhân dân Mỹ và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới tinh thần quyết liệt phản đối chiến tranh. Johnson phải tuyên bố chấm dứt không điều kiện chiến tranh phá hoại đối với miền Bắc và sau đó họp hội nghị bốn bên về Việt Nam. Đồng chí Lê Duẩn là chiến sĩ thuộc lớp cận vệ đầu tiên của Đảng, một người học trò lỗi lạc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng chí từng nói với đồng bào, chúng ta mãi mãi là con cháu trung thành của Bác Hồ. Tháng 9 năm 1969, Hồ Chủ tịch qua đời, để lại niềm xót thương vô hạn và muôn vàn tình thương yêu cho toàn thể đồng bào, chiến sĩ trong cả nước. Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Lê Duẩn đã đọc lời điếu văn thống thiết. Thưa đồng bào và chiến sĩ cả nước, thưa các đồng chí và các bạn, Hồ Chủ tịch kính yêu của chúng ta không còn nữa. Tổ thất này vô cùng lớn lao, đau thương này thật là vô hạn. Dân tộc ta và đảng ta mất một vị lãnh tụ thiên tài và một người thầy vĩ đại. Vĩnh biệt người, chúng ta thề dương cao mãi mãi ngọn cờ độc lập dân tộc, quyết chiến bất thắng giặc bị xâm lược, giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc, thống nhất đất nước để thỏa lòng mong ước của người. Xin thề. Hồ Chủ tịch là hiện thân của khối đoàn kết dân tộc, tình ruột thịt Bắc Nam. Người nói đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công. Người luôn luôn căn dặn chúng ta phải giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết và tình thương yêu đồng bào đồng chí. Vĩnh biệt người, chúng ta thề tăng cường sức chiến đấu của Đảng làm hạt nhân cho khối đoàn kết toàn dân, bảo đảm cho sự nghiệp cách mạng của giai cấp công nhân và dân tộc Việt Nam hoàn toàn thắng lợi. Xin thề. Thăm căn nhà đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn suốt những năm chống Mỹ cứu nước, cảm nhận sức làm việc bền bỉ và tư duy sáng tạo của một nhà chiến lược xuất sắc của cách mạng và chiến tranh cách mạng Việt Nam. Đọc lại tác phẩm Thư vào Nam, thấy rõ một phần quan trọng sự đóng góp hết sức to lớn của đồng chí Lê Duẩn trong việc giải quyết những vấn đề khó khăn phức tạp của công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở từng bước ngoặt của cuộc chiến tranh, trong quá trình vận động đi lên của cuộc cách mạng giải phóng dân tộc. Dưới sự lãnh đạo của Bác Hồ, với kinh nghiệm chỉ đạo thực tiễn phong phú của cách mạng miền Nam, với tầm nhìn sâu rộng và phương pháp tư duy sắc sảo, Tổng Bí thư Lê Duẩn đã có đóng góp to lớn trong việc hình thành đường lối chống Mỹ cứu nước của Đảng ta, được thể hiện trong Nghị quyết 15. Đồng thời, đồng chí còn có đóng góp to lớn trong việc hình thành phương pháp cách mạng, đánh thắng từng bước, đánh bại từng âm mưu chiến lược, đánh đổ từng bộ phận trong mưu đồ chiến tranh của chủ nghĩa đế quốc Mỹ, tiến tới giành thắng lợi hoàn toàn. Tổng Bí thư Lê Duẩn đã thực hiện xuất sắc tư tưởng Hồ Chí Minh, tư tưởng cách mạng tiến công. Về phương pháp cách mạng đã sáng tạo và sử dụng sức mạnh tổng hợp đánh bại cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ với phương châm hai chân, ba mũi và ba vùng chiến lược. Đánh bại cuộc chiến tranh đặc biệt, chiến tranh cục bộ, chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh. Khẩu hiệu hành động của nhân dân miền Bắc thời kỳ này, tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Mỗi người làm việc bằng hai vì đồng bào miền Nam ruột thịt. Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người. Hàng vạn thanh niên miền Bắc nối tiếp nhau lên đường ra mặt trận. Bằng sức mạnh của toàn dân tộc, quân dân hai miền Nam Bắc quyết tâm đánh bại chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh của Nixon năm 1969-1972. Cùng với tuyến đường mòn Hồ Chí Minh trên biển vẫn hoạt động chở vũ khí lương thực vào tận miền Nam, đường mòn Hồ Chí Minh dọc dãy Trường Sơn không ngừng được mở rộng.
qua tuyến đường vận tải chiến lược Trường Sơn, hơn 50 vạn cán bộ chiến sĩ quân đội, hàng trăm vạn tấn vật chất, vũ khí, xăng dầu, lương thực đã tới chiến trường miền Nam, tăng gấp 30 lần thời kỳ trước đó. Công lao đó còn thuộc về hàng vạn chiến sĩ lái xe, lái tàu, công binh, giao liên, thanh niên xung phong làm nhiệm vụ trên dọc tuyến đường Trường Sơn ác liệt. Thực hiện chủ trương chiến lược của Bộ Chính trị và đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn chuẩn bị cho giai đoạn tấn công quyết liệt giải phóng miền Nam, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đã dồn hết sức mình cho chiến trường thắng Mỹ. Là một nhà lãnh đạo lỗi lạc của Đảng, đồng chí Lê Duẩn coi trọng việc phát huy cao độ sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc, trong đó có sức mạnh ngoại giao để giành độc lập, thống nhất và xây dựng đất nước. Đồng chí đã thực hiện đường lối ngoại giao độc lập tự chủ, tranh thủ viện trợ của Liên Xô, Trung Quốc và các nước xã hội chủ nghĩa anh em và sự đồng tình ủng hộ của nhân dân thế giới đối với Việt Nam. Đồng chí thường nói, ta coi trọng sự đồng tình ủng hộ giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa, phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, nhân dân các nước thế giới thứ ba và nhân dân yêu chuộng hòa bình chính nghĩa trên thế giới, hình thành trên thực tế mặt trận nhân dân thế giới ủng hộ nhân dân Việt Nam chống Mỹ cứu nước. Việt Nam đã trở thành ngọn cờ đầu của phong trào chống đế quốc và chiến tranh xâm lược, là lương tri của loài người, thể hiện niềm khát vọng tự do, độc lập, hòa bình của nhân dân toàn thế giới. Đoàn đại biểu của Đảng và Nhà nước ta dẫn đầu là đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn trong các cuộc thăm viếng hữu nghị và hội đàm với các nước anh em đều được lãnh đạo và nhân dân nước bạn trân trọng và ủng hộ. Chưa bao giờ vị thế chính trị của nhà nước Việt Nam trên trường quốc tế được dư luận bày tỏ nhiệt tình và đánh giá cao như vậy. Các nước anh em trong phe xã hội chủ nghĩa nhiệt tình ủng hộ và sẵn sàng giúp đỡ Việt Nam kháng chiến chống Mỹ đến thắng lợi hoàn toàn. Tấm gương chiến đấu vì độc lập tự do, vì hòa bình của Việt Nam và tinh thần hy sinh anh dũng của hàng vạn đồng bào và chiến sĩ trên khắp các chiến trường đã làm xúc động trái tim của đông đảo nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới và ở ngay trong lòng nước Mỹ. Ngọn lửa đấu tranh đòi chấm dứt chiến tranh xâm lược, đòi lập lại hòa bình ở Việt Nam sôi sục hơn bao giờ hết. Sự ủng hộ vô giá của nhân dân toàn thế giới tiếp thêm sức mạnh, khích lệ nhân dân Việt Nam giành chiến thắng. Lúc bây giờ tôi nhớ về đối ngoại đó, so với cuộc kháng chiến chống Pháp có thể nói vô cùng phức tạp. Phức tạp ở chỗ là ngoài kẻ thù và lực lượng đồng minh của kẻ thù của chúng ta, mà còn là chính trong nội bộ của các đảng anh em, các nước sau chủ nghĩa. Lúc bây giờ đó không được thống nhất như hồi chống Pháp của dân tộc ta. Lúc bây giờ là hai người bạn lớn của chúng ta, Liên Xô với Trung Quốc, cũng không đồng nhất với nhau. Đấy là một cái thời kỳ mà có thể đối ngoại hết sức phức tạp. Nhưng chính cũng trong những cái khó khăn đó, đảng ta và anh ba, vai trò của anh ba thể hiện cái đối ngoại độc lập tự chủ và lần lần có một cái sự thuyết phục không những đối với các nước anh em bè bạn mà còn bè bạn hết sức rộng rãi đối với thế giới trong cái cuộc chiến đấu chính nghĩa của chúng ta để giải phóng miền Nam và thống nhất đất nước. Năm 1972, một nhà báo nước ngoài đã viết: đến thủ đô Hà Nội, người ta có thể bước đi trên những ngọn súng phòng không. Bằng tinh thần quả cảm, chiến sĩ, nhân dân thủ đô cũng như nhiều thành phố lớn của miền Bắc sẵn sàng đối phó với chiến tranh phá hoại ngày càng ác liệt của đế quốc Mỹ. Đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn với tư tưởng chiến lược quân sự, dám đánh, dám thắng, biết đánh, biết thắng, tổ chức thực hiện kiên quyết, linh hoạt, sáng tạo, đã đem lại cho chiến sĩ và nhân dân một sức mạnh và niềm tin vào chiến thắng. Quân và dân miền Bắc anh hùng chiến đấu rất dũng cảm, sáng tạo,
đập tan mọi thủ đoạn xảo quyệt và toàn bạo của địch. Trong hơn 9 tháng của năm 1972, đã bắn rơi 754 máy bay Mỹ. Riêng trong 12 ngày đêm đọ sức quyết liệt với không quân và hải quân Mỹ, tháng 12 năm 1972, đã bắn rơi 81 máy bay, có 34 B-52, 5 F-111, tiêu diệt và bắt sống hàng trăm giặc lái Mỹ, bắn cháy 9 tàu chiến Mỹ, làm nên trận Điện Biên Phủ trên không vô cùng oanh liệt. Thua đau ở miền Nam và thất bại nặng nề trong trận tập kích bằng không quân chiến lược vào miền Bắc, bị cô lập về chính trị trên thế giới và trong nước Mỹ, chính phủ Mỹ buộc phải ký Hiệp định Paris về Việt Nam ngày 27 tháng Giêng năm 1973, cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của nước Việt Nam, rút quân về nước. Năm đời Tổng thống Mỹ, từ Tổng thống Eisenhower đến Tổng thống Ford cũng đã thất bại trong việc can thiệp vào cuộc chiến tranh ở Việt Nam, chịu sự chỉ trích và phản đối của nhân dân Mỹ và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Tổng thống Mỹ Nixon thú nhận, những năm tham gia chiến tranh Việt Nam là một thời kỳ tụt lùi và tự cô lập của Mỹ. Năm đời Tổng thống đã tiêu ma sự nghiệp, đưa đến sự đình đốn trong nước và sự suy sụp uy tín ở nước ngoài. Vào nửa cuối năm 1974 và đầu năm 1975, diễn ra nhiều sự kiện lớn thúc đẩy sự lớn mạnh về thế và lực của quân dân ta và sự suy yếu của địch. Tháng 7 năm 1974, đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn trực tiếp hướng dẫn Bộ Tổng Tham mưu khởi thảo kế hoạch chiến lược giải phóng miền Nam. Tiếp đó, tập thể Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương cùng các đồng chí chủ chốt của chiến trường hai lần họp hội nghị thống nhất quyết tâm thực hiện chiến lược và thông qua kế hoạch chiến lược giải phóng miền Nam. Trong những ngày tháng sôi động chuẩn bị cho chiến dịch lịch sử lớn nhất thế kỷ giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đồng chí Lê Duẩn đã đi thăm, động viên nhân dân, cán bộ, chiến sĩ, chuẩn bị thật tốt cho nhân tài, vật lực, sẵn sàng trong tư thế tiến công, bước vào trận đánh thần tốc, hoàn thành sự nghiệp cao cả, chiến đấu giành tự do độc lập của toàn dân tộc. Gặp gỡ và nói chuyện với đồng bào, đồng chí Lê Duẩn thường nhắc tới sức mạnh của dân tộc Việt Nam, về văn hóa Việt Nam và tư chất quân sự riêng của Việt Nam. Đồng chí từng nói, sức mạnh quân sự gắn chặt với truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc. Người chiến sĩ Việt Nam 18 tuổi nhỏ bé nhưng cao hơn lính Mỹ một cái đầu, bởi trên lưng anh ta là 4.000 năm lịch sử. Hình ảnh của đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn với tinh thần lạc quan cách mạng, tin tưởng vào chiến thắng là nguồn cổ vũ động viên sâu sắc với nhân dân và các cán bộ chiến sĩ trước khi bước vào trận đánh lịch sử, quyết định thế thắng bại cuối cùng trên tuyến đầu chống Mỹ. Con người và sức mạnh trí tuệ, tinh thần của đồng chí Tổng Bí thư là điển hình tiêu biểu của truyền thống văn hóa Việt Nam, sức mạnh của ý chí chiến đấu và tinh thần dân tộc Việt Nam hướng tới chiến thắng. Cùng với Bác Tôn và các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước tiễn các đơn vị bộ đội và các tướng lĩnh đi chiến dịch Hồ Chí Minh, đồng chí tin tưởng và khẳng định chúng ta sẽ chiến thắng. Mùa xuân năm 1975, trên đà thắng lợi ở Tây Nguyên và Bắc Trung Bộ, Bộ Chính trị ra quyết định chiến lược giải phóng miền Nam trong thời gian sớm nhất. Quân đội ta đã chiến đấu tạo thế đánh địch ở miền Đông Nam Bộ, áp sát Sài Gòn, huy động lực lượng lớn nhất trong lịch sử kháng chiến chống Mỹ, gồm 4 quân đoàn và 1 đơn vị tương đương quân đoàn. Hạ tuần tháng 4 năm 1975, Bộ Chính trị Trung ương Đảng hạ quyết tâm mở chiến dịch Hồ Chí Minh tiến công giải phóng Sài Gòn. Ngày 26 tháng 4, quân ta mở cuộc tiến công lớn trên hướng Đông và hướng Tây Nam Sài Gòn, tiêu diệt một bộ phận quan trọng lực lượng địch trên tuyến phòng thủ vòng ngoài, siết chặt vòng vây xung quanh Sài Gòn. Trong những ngày cuối cùng, đế quốc Mỹ xoay sở cuống cuồng hòng giảm nhẹ thất bại. Nhưng trước tình thế đã tuyệt vọng, cuối cùng chúng phải bỏ cuộc. Hàng vạn nhân viên quân sự, dân sự Mỹ và bọn tay sai đầu sỏ tháo chạy hoảng loạn khỏi miền Nam. Sức tấn công vũ bão của quân đội giải phóng kết hợp với tinh thần nổi dậy của đồng bào các tỉnh miền Nam đã dồn tàn quân Mỹ ngụy vào bước đường cùng. Lần đầu tiên trong lịch sử, chủ nghĩa thực dân mới xâm lược của đế quốc Mỹ
chịu thất bại thảm hại. Đúng 0 giờ ngày 29 tháng 4 năm 1975, các binh đoàn chủ lực hùng mạnh của ta từ nhiều hướng tiến vào Sài Gòn. Sáng 30 tháng 4, một mũi thọc sâu của ta đánh thẳng vào trung tâm thành phố, nhanh chóng chiếm Dinh Độc Lập, kết thúc vẻ vang của kháng chiến lâu dài nhất, khó khăn nhất và vĩ đại nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta, chấm dứt vĩnh viễn cách thống trị 117 năm của chủ nghĩa đế quốc trên đất nước ta. Tầm vóc thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã được đảng ta ghi nhận. Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng chiến thắng vĩ đại của nhân dân ta mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người. Bác Hồ ra đi mà cái người thay cho Bác Hồ, Bác Hồ giao trọng trách, thì đồng chí Lê Duẩn là một trong những người hoàn thành một cách xuất sắc cái nhiệm vụ trọng đại. Và theo tôi đó, tôi thấy rằng gần như đồng chí dồn hết tâm lực cho cái cuộc chiến đấu giải phóng miền Nam, chống Mỹ cứu nước giải phóng miền Nam và chống nhân dân miền. Sáng ngày 30 tháng 4 là quân ta tiến vào Sài Gòn và giải phóng. Khi tôi về nhà thì tôi mở cửa ra, tôi thấy ba tôi ngồi một mình. Và ba tôi nhìn tôi, ba mỉm cười và hai dòng nước mắt chảy ra. Tôi hiểu rằng ngoài cái sự sung sướng tột độ của một người cộng sản đã thực hiện được cái ý nguyện của Bác Hồ, của toàn dân và cũng đã thực hiện được cái nhiệm vụ, cái ước nguyện của mình, thì cũng rất thương xót bao đồng chí, bao đồng bào đã hy sinh cho cuộc cách mạng này và không được chứng kiến cái ngày huy hoàng nhất của dân tộc ta hôm nay. Đồng chí Lê Duẩn là con người nhân hậu, cả đời cống hiến cho Đảng, cho nhân dân với một tình cảm chân thành. Lần đầu về thăm quê, trước cảnh làng mạc tiêu điều vì bom đạn giặc hủy diệt, đứng trên nền nhà xưa, đồng chí không cầm được nước mắt. Tuy xa hàng chục năm trời, nhưng đồng chí vẫn nhớ từng ngõ làng, bờ tre, từng gương mặt của bạn bè từ thuở ấu thơ. Đồng chí tâm tình, đối với tất cả chúng ta, quê hương biết bao tình sâu nghĩa nặng. Riêng tôi, ngoài công việc chung của cả nước, vẫn thường nghĩ đến tỉnh nhà. Cảm thông sâu sắc với những gia đình cách mạng có hoàn cảnh khó khăn, các cụ già neo đơn, các cháu học sinh mồ côi, đồng chí nhắc nhở các đồng chí lãnh đạo địa phương, bây giờ tất cả đều làm chủ chế độ mới, xây dựng nền kinh tế mới, phải đảm bảo đời sống mới của mọi người no đủ. Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, đồng chí luôn gắn liền tâm tư, tình cảm của mình với Tổ quốc, với nhân dân, với số phận những người nghèo khổ, sống với tình thương và lẽ phải. Một lần tôi thấy ba tôi hay đứng ở cửa sổ này, này nhìn thấy một ông già kéo cái hồi chiến tranh mà, thế là kéo cái xe bò. Thế tôi thấy cụ buồn và thấy một giọt nước mắt. Tôi rất lạ, tôi thấy sao này cụ nhìn cái gì ở ngoài đường mà thấy nước mắt chảy. Thế tôi mới hỏi ba nhìn thấy cái gì đấy. Thế ba nó bảo là biết bao giờ nước mình giàu để cho những người già kia họ được nghỉ ngơi, họ cũng phải kéo cái xe bò như thế. Thế những cái hình ảnh đấy là nó giáo dục cái chúng tôi rất là nhiều. Phong cách làm việc sâu sát với dân, lối tư duy chính trị sắc sảo, lòng yêu nước thương dân của đồng chí Lê Duẩn đã toát lên từ lời nói đến việc làm, là dấu ấn sâu sắc trong cán bộ và nhân dân lao động, giai cấp nông dân và công nhân. Đồng chí vui mừng trước sự phát triển và tiến bộ của nông thôn, đặc biệt ở những vùng sâu vùng xa còn nhiều khó khăn. Đồng chí thường nhắc nhở, phải tìm mọi cách xóa bỏ đói nghèo, đi lên từ đất đai, tiềm năng và lao động. Đồng chí chỉ rõ, đi đôi với phát triển nông nghiệp, phải tổ chức và phát triển công nghiệp, thủ công nghiệp, mở mang nhiều ngành nghề, không ngừng sản xuất những mặt hàng thiết yếu, đi sâu vào khoa học kỹ thuật để tăng năng suất lao động, nâng cao trình độ văn hóa, đóng góp nhiều nhất cho xã hội.
Từ những năm 80 của thế kỷ trước, con mắt nhìn chiến lược của Đảng ta, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn, đã nhìn ra một triển vọng phát triển kinh tế đất nước, thuyết phục và tranh thủ sự viện trợ của các nước anh em cùng chung sức giúp đỡ. Chúng ta đã tiến hành xây dựng nhà máy thủy điện Hòa Bình trên sông Đà và nhiều công trình thế kỷ đặt nền móng cho đổi mới kinh tế sau này. Nếu nói về anh Ba Lê Duẩn thì tôi có thể nói như thế này. Suốt trong thời gian 20 năm chống Mỹ, mỗi khi có quyết sách chiến lược về đối nội, đối ngoại hay là những chiến thắng ở tiền tuyến, ở hậu phương, ở chiến trường hay là trên bàn hội nghị, trong giai đoạn mở đầu cũng như là giai đoạn kết thúc chiến tranh, nơi đâu cũng có dấu ấn cứ tư duy độc lập, trí tuệ sáng tạo, nghị lực phi thường của anh Ba Duẩn. Ước mơ lớn nhất của đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn sau ngày miền Nam giải phóng, đất nước thống nhất là đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội thông qua ba cuộc cách mạng về quan hệ sản xuất, về khoa học kỹ thuật, về tư tưởng văn hóa, trong đó coi khoa học kỹ thuật là then chốt. Xây dựng nhà nước ta mà trong đó nhân dân được thực sự làm chủ, tiến hành công nghiệp hóa, đưa sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, nền văn hóa mới và con người mới xã hội chủ nghĩa. Đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn trên cương vị của mình đã cùng Bộ Chính trị và Trung ương Đảng qua từng giai đoạn lịch sử, đã có những tìm tòi sáng tạo, thực hiện đổi mới từng phần làm tiền đề cho công cuộc đổi mới toàn diện ngày hôm nay. Những năm cuối đời của mình, đồng chí luôn luôn nhắc đến việc làm sao cho đất nước mình có thủy điện sông Đà, có sắt thép, có hệ thống giao thông phát triển, thực hiện chỉ thị 100 khoán sản phẩm nông nghiệp để có năng suất lúa nâng cao, khai thác được tiềm năng dầu khí giàu có, đổi mới đất nước, đổi mới bước đi, cách làm, hướng tới mục tiêu dân giàu nước mạnh. Công lao tìm tòi sáng tạo để có được đường lối đổi mới đúng đắn của toàn Đảng, của Ban Chấp hành Trung ương, trong đó có công lao của đồng chí Lê Duẩn, Tổng Bí thư Đảng trong thời kỳ thử nghiệm ban đầu cho những bước đi kế tiếp thắng lợi. Những thành tựu đổi mới về mọi mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước ngày hôm nay thể hiện tư tưởng và tầm nhìn thấu suốt tương lai của Đảng ta. Từ trong những năm đất nước còn gặp nhiều khó khăn sau chiến tranh, thể hiện trí tuệ và niềm tin của đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn vào thắng lợi và sự phát triển không ngừng của cách mạng Việt Nam trên đường đổi mới. Đồng chí Lê Duẩn là một trong những học trò tiêu biểu xuất sắc nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là một nhà lãnh đạo lỗi lạc, một nhà chiến lược sáng tạo, một trí tuệ lớn của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ 20. Đồng chí đã để lại cho Đảng, cho nhân dân những tác phẩm sâu sắc, góp phần làm sáng tỏ nhiều vấn đề về lý luận và thực tiễn, về đường lối và phương pháp cách mạng Việt Nam vì độc lập và chủ nghĩa xã hội. Đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn để lại trong lòng dân tộc hình ảnh của một người cộng sản chân thành và giản dị, sẵn sàng hy sinh tính mạng của mình cho lẽ sống, tình thương và lẽ phải. Thank you.